nước cả nhát à. Ủa đâu? Ủa là đó hay là của đây? Hầm, hầm má cái dòng này nè. Hầm nước cả, đủ ngủ đâu cũng được. Vẹt hết cái súng ra. Ủa nó ngoài này đi tới rồi. Đây nè, để vô xếp rồi đó. Đây nè, bố ngoài này nè. Bố lăn trống này nè. Đây bố lỗ không? Ừ. Vẹt ra. Vẹt sao cho được. Bố ở đâu vẹt cái đó luôn á. Chết hoài, nhất là gai hoài. Hôm nay không có thai. Còn nhiều lắm. Nổi nè. Sáng nổi nhóc chứ. Đủ gì đó hả? Sợ sao thấy em dù tí. Thấy những nhân cục gạch chưa này?
đèn thờ nó giống nhất đó, không đó. Mấy bạn ơi, cái hầm này không có cá mấy bạn ơi, tay lưới không rồi, giờ mình đi lấy cái chài mới được, chài qua hầm kế mình chài. Đi chài chài luôn hả? Đi chài chài luôn, tay lưới hết. Không được đâu. Không chằng lưới nữa hả? Mình muốn hết rồi. Nó không có chỗ đứng chài á. Giờ mình đi lấy thêm, mình bỏ đi một đường nữa qua cái hầm bên kia coi có không, không có mình sẽ lấy chài ra. Đi qua hầm kia. Qua đây cái một à. Nhóm lửa đây. Nhóm lửa đây. Nay mấy ông bay nhậu chỗ mình nghỉ đi làm luôn coi. Kêu ai? Mày kêu chó với kêu tao sao giống giống nhau tao. Này tự định dứt lên cái gì tội. Gì? Ờ bắp chuối hả? Trời ơi, không quay không được cái khúc dảnh té tội. Hầm này cá nhỏ nha. Cá bự không có con. Cá bự không có một con. Dạ bà ông Tùng gì nè, mà tí nó kêu lấy chài chài. Có cái sụn kìa. Chạy vô luôn hả? Bán luôn cái gì ăn sao hết. Ghê đâu mà mò giảm luôn cái gì.
cáo thành quả mình luôn kẹo rồi. Đây là thành quả của câu 2 miếng tí nha các bạn. Bộn mà mới thả mấy cá nhỏ nha. Nhỏ vậy nó chết. Thôi nướng hết luôn các bạn ạ. Thả ra chết mình làm hết luôn. Đồ không? Dạ, tới quy trình đi nướng đi bỏ mình về luôn. Bỏi nướng luôn nha, cái sắc bỏi nha. Gần. Quá tài, bắt tay không được cá bỏi luôn. Nha mấy bạn, thành quả được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 với cá sạc bổi rồi. 12 này chứ mình ăn có hết, mình nướng mới các bạn ơi, trở lại một mớ thì cá này trứng không nè mấy bạn. Mới ra mình nướng thôi. Thả lại sống luôn. Rồi bây giờ mình đi rửa sạch sẽ. Đặt đầu bắt đầu là đợi than rồi mình nướng mấy bạn ơi. Cái vỗ chè ở trước đó, ở trên bàn ở trước á, lấy rửa đi. Giờ tới màn nướng rồi nha, chung nữa cái màn ăn chắc không có quay được máy hết pin luôn rồi. Lên dễ ha các bạn. Đây đi. Nướng lần được có 3 con rồi nha các bạn. Không được nhiều. Để sợ không được nhiều tao mới banh cái dĩ ra đó. Banh ra mình thêm. Bỏi kìa. Sống. Giang bắt cả bộ giống người ta nướng luôn. Sao? Ác quá tèo quá. Đập đầu cho người ta chết đi. Rửa. Con nữa gầu. Hồi kia mỗi lần tới là ông giữ con. Ai? Ai? Thử thước chó ra thấy luôn. Vậy mà này để uống ngon người cậu. Để gì? Dừa. Để đi. Chào các bạn, giờ là cá chưa nướng xong. Cũng chín được vài con mà cái ra hết pin rồi các bạn. Giờ mình kết thúc clip nha.
có gì để tập sau mình quay cái khác cho mấy bạn coi có nguyên phần. Bây giờ hết đêm chuyện ngoài ý muốn các bạn ơi. Giờ là mình kết thúc clip tại đây nha, chào các bạn.